bạn có 60 phút. Bắt đầu. Con kẹt cái rắn cả kháng nán này, cái này không chết. Rồi thiếu rồi, vay mượn lẫn nhau. Rồi bạn bên cạnh thì cũng bị đứt tay và đứt rất là sâu. Thì lúc mà em cho bạn nó mượn chai nước mắm thì khi mà em nhận lại thì chai nước mắm đầy máu. Mình sẽ nhường cho con trai mình nếu mình được. Mình sẽ nhường cho con trai mình nếu có sự lựa chọn. Các bạn còn 20 phút nữa. Món này là món chủ đạo chính là vị cay. Mà hy vọng là nấu đủ lâu để tí con gà nó mềm, con gà nó dai thì chúng ta sẽ gặp khó khăn của bạn Thảo. Tại vì cái món của em là làm, em cũng làm món cánh gà em chiên, cho nên em chỉ lấy phần cánh. Em thích phần cánh hơn là tại vì nó có độ dai hơn. Tuấn Anh thì Tuấn Anh để chọn một cái phần chỉ có hai cái cánh thôi. Và tôi cũng hơi thắc mắc là khi bạn ấy bảo là chị có cần cái đùi của em nữa không. Em thấy cái món này là trình độ của em nghĩ là nó theo cái hương vị nè. Anh chưa hài lòng. Lúc đó tôi cũng hồi hộp lắm, tại vì món sở trường của mình bò với ớt với thịt heo, nhưng mà riêng gà thì ít làm. Khi mà tôi nhìn xung quanh thì tôi đã thấy các thí sinh làm có vẻ tốt hơn mình nhiều. Em đang bước đến công đoạn là trình bày món ăn và trang trí. Bạn còn 10 phút. Con của chị còn làm. Chị có lo lắng gì không? Tôi tin tưởng là nó làm được. Mẹ em xong hết rồi đó. Ôi thế em xong chưa? Em cũng sắp xong. Các bạn còn 7 phút nữa. Các bạn còn 3 phút nữa. Các bạn đã hết giờ. Sáu mươi phút đã trôi qua. 25 đầu bếp không chuyên vẫn còn trong khu bếp của MasterChef, nhưng tập nghề sắp bị lấy đi. Giám khảo sắp quyết định ai sẽ tiếp tục nấu trong căn bếp của Vu Đầu Bếp và giấc mơ của ai sẽ kết thúc ngay tối nay. Bye.
ông làm hai món. Rất là thông minh, kỹ năng tốt, hai món luôn hợp nhau rất là ngon. Em An Toàn, mời anh Lê Quang Huy. Món ăn của anh rất là lành. Cái nước sốt của món ăn ngọt thanh từ cái nấm và cái rau củ. Tôi quan sát cái cách làm của anh rất sạch, là anh tẩy cái chất độc của nấm bằng cách là anh ngâm này, rồi anh lại nấu sôi qua. Và cái vị nấm nó không còn đắng nữa trong cái nước dùng, cái sốt gà của anh. Thịt gà rất là mềm và thơm, màu sắc hài hòa và trang trí đẹp. Anh An Toàn. Tuấn Anh à? Em đi về nhà đi. Đây cũng là cuộc chơi. Thì nói chung là mình đã xác định là từ lúc mà mình làm ra xong mình đã thấy không an toàn, nguy hiểm rồi. Cho nên mình cũng đã chuẩn bị tâm lý trước cho cuộc chơi này. Vào trong đám này là mình cũng rất vui. Giang Thục, tại sao em làm một món ăn của em cái nước mắm vừa mặn và vừa cay như vậy? Và chị không thể nào tưởng tượng anh với cách đó như vậy ở MasterChef không thể chấp nhận được. Và em hãy đi về nhà. Đây là lần thứ hai ban giám khảo đã ăn hết thức ăn của tôi, và giám khảo Hoàng Khải còn hỏi Lất Nguyễn là em có chừa lại phần nào cho anh không vậy. Đây là một điều làm cho tôi rất là vui và hạnh phúc. Ăn hoài luôn à? Mà cái này không biết là có sư phụ nào dạy không à? Wow. Ok ok. Em này á là MasterChef. Phải không? Có thể lắm luôn. Món ăn của em là một món gà, nhưng mà cái trình bày của em á, nhìn vào á, nó bị nát. Và chúng tôi đã nói là cái món gà là món chính, có nghĩa là cái món gà nó phải nhìn nổi hơn so với những cái nguyên liệu khác. Thì em lại cho quá nhiều ớt xanh, ớt đỏ lên, và sau đó nó phủ lên cả trên mặt, chúng tôi không nhìn thấy gà đâu nữa cả, nó nát ra. Gangnam Style của em sợ không được an toàn. Cuộc đời của tôi là một chuỗi những hành trình cho đến khi tìm được điểm đến hạnh phúc. Và
tôi thực sự hạnh phúc với hành trình đã có với MasterChef Việt Nam. Của cô, món của cô ở Hà Nội, cô làm món cá hồi, xô kem tươi. Hôm nay cô làm gà sốt kem tươi. Vòng sau cô làm món gì với kem tươi nữa không? Hôm nay tôi chỉ làm nước sốt với sữa tươi thôi ạ. Sữa không tươi. Có kem tươi trong món hôm nay. Cô được an toàn. Lần trước là em làm cho anh một cái món tráng miệng rất là ngon. Và anh nhớ mãi cho đến khi đến đây em làm vẫn nhớ được cái món đó. Em thật là khó năng khiếu. Không có một cái lý do gì mà em không thể vào được vòng trong nữa. Sốt của em đó, rất là ngon. Còn gà mềm thơm, xả thơm. Ban giám khảo nhận xét tôi là món ăn tương đối ăn được, nước chấm ngon, nhưng mà... Món của em ở MasterChef không chấp nhận được. Anh xin lỗi. Cảm ơn. Tiếc quá không an toàn cho em. Biết rồi đúng không? Rất là vui để em vô đến tận trong vòng này. Và dù sao thì anh nhìn thấy cái món ăn của em rất là cố gắng. Nó chỉ có mỗi cái là cay quá. Nó cay quá cho nên nó mất hết cả cái hương vị đi. Thành thật chia buồn với cả em. Em có thể ra về. Mẹ tôi nấu ăn rất là ngon. Cái hồ bê này là tôi muốn dành tặng một cái gì đó cho mẹ. Không có được tiếp tục nữa. Mẹ rất là tiếc. Cái sốt kem của em làm là một sự ấn tượng mới. Cái bánh xèo là người ta ăn nước mắm chua ngọt. Em lại cho kem tươi vào. Em phải suy nghĩ lại nha. Cậu đã được an toàn. Chúc mừng hai mẹ con nhé. Ok, chúc mừng. Chúc mừng. Cùng bạn nấu ngon như vua đầu bếp.